là cây Phú Tân á. Sau khi mà chạy bông xong mà này ghép trên 10 năm mà cái cốt ghép nè nó muốn liền đầu luôn à. Ở dưới đây thì nó liền đầu à. Ghép chỉ có hai bo thôi, gốc nhỏ, gốc cỡ hoành là chắc cỡ 13 14 vậy, nhỏ à. Tứ quý ghép, gốc tứ quý ghép mười mấy năm Phú Tân à. Thấy nó cùi cùi à, chứ mưa xuống cái nó tốt liền à. Tứ quý rất là dễ à. Mười mấy năm rồi đó. Tứ quý ghép Phú Tân à. Đã cùi cùi à. Tết ra bông đặt cây luôn. À, không thấy nhánh luôn, nở chùm chùm luôn á, bấm cùi cùi thế à. Đây, này nè, mở bán hai cây tứ quý thôi á, đó, trồng nó sống mạnh khỏe hết rồi. Đó, chúng ta về có sưu tầm là ghép á, củ đế này nằm trong chậu mấy chục năm á. Này mình dưỡng gần cả năm á, cái cốt ghép á, gần bằng ngón tay luôn, chột lên á. Giờ ta cắt bỏ mấy cái chột này. Này thùng chậu hết rồi. Phôi này thì bảo đảm là chắc sống rồi. Hai cái phôi nè. Coi với nó già dữ lắm. Cái này nó nằm trong cái chậu. Nó quặn quặn trong cái chậu mấy chục năm. Xong ăn bể cái chậu rồi nó xuống đất. Đó. Có 30 vành thôi mà nó già dữ lắm già. 30 vành thôi. Tứ quý. Nhiều khi chúng ta mua phôi rồi chưa biết sống chết đó. Còn cái này nó sống sẵn rồi đó, anh em nào à, mua phôi à, còn à, muốn à, gửi đây mình ghép á, mình cũng nhận nuôi luôn á. Ghép cứng hai cơ ba cơ gì á đó, dao này gọn á, nằm chậu 4,5 tấc lọt lòng, một người bưng được. Tứ quý với lại này nó Phú Tân á, Phú Tân nhỏ làm giống á, chơi nói chung mấy cây tứ quý nè ghép giống gì cũng đẹp ra á. Thôi tứ quý đó, chơi củ đế nó lì lì chứ mưa xuống cái nó tốt hả, mấy anh nhỏ thành phố đâu á tứ nước máy đâu đó, nuôi nó bền. À nay tiếp tục bán hàng Phú Tân nhỏ này á. 4 cây là 500.000 bao ship. Này bộ số 4, combo số 4, 4 cây. Cây nào cũng có củ đế hết á. Lá nó ra nè. Nuôi tốt á, bấm chặn lá ra nó bự chán luôn á. Phú Tân nuôi tốt thì lá bự. Lá nó thon dài. Dùng Phú Tân á, lá thon dài, bự, nuôi tốt thì lá bự. Còn nuôi không tốt thì lá nó nhỏ. Đặc điểm Phú Tân là lá thon dài. Còn lá bầu tròn thì không phải. Chiều cao khoảng 4,5 tấc. Số 4 à. Cây nào cũng được sửa từ nhỏ hết rồi. Sửa uốn lượn à. À, lò xo nè. Bốn cái lò xo. Số 4. 4 cây 500.000 bao ship này ghép gốc mai vàng. Đó, này vậy chúng ta có đất á, chúng ta thả xuống đất trồng à, thay chậu thay qua cỡ chậu 2,2 hoặc là 2,5 á. Khi mới thay chậu thì nó không có lá nhiều, chúng ta tưới ít nước thôi. Khi mà có lá nhiều, đâm đọt nhiều thì chúng ta mới tưới nhiều á. Nay còn hàng Phú Tân làm giống nhỏ nè, trong cái đám này đó. Này giá 50.000 cây, 6 cây là 300.000 bao ship. Còn anh em mua 12 cây này á, 12 cây 500.000 bao ship. À, ghép cũng 1 năm rồi. Nó gần liền đầu à. À, này giờ chúng ta có đất thả đất. Ta, anh em là thích uống là sữa, uống sữa, cặp cây nhôm khoảng 5 ly. À, cặp cây nhôm khoảng 5 ly á, chúng ta uống dặn như mấy cây mai lò xo của Long à, của An Giang á. À, chiều cao nó cỡ khoảng cỡ 6 tấc ăn lên.
uống sữa, còn người ta thích lùng lực thì chúng ta cắt xuống giống như kiểu này, thích cho nó lùng lùng, còn thích uống sữa. 12 cây 500 ngàn bao ship. Đó, tính ra còn nếu mà bán trừ chi phí thì nó cũng không còn nhiều. Đó, 12 cây mai Phú Tân. À, chuẩn giống. Đó, cao 6 tấc không. 12 cây Phú Tân. 500 ngàn bao ship. À, vậy là thay vào chậu cỡ 2 tấc. Thay nó vậy chứ thay vào chậu 2 tấc. Nuôi thêm. Đó, thích cho lùng nó bấm lại, còn hết cao ta uống sữa lại. Đây, 12 cây Phú Tân làm giống nhỏ ghép 1 năm rồi. Đó. 12 cây 500 ngàn bao ship. Còn bộ số 4 này, 4 cây 500 ngàn Phú Tân. Phú Tân thì bông nó chỉ 3 ngón tay thôi, mà được cái là màu rất là đậm, nở đều. Rồi, này mình quay bán hai cái phôi nè, giá 7 triệu một cây bao ship rồi. Còn anh em nào mà muốn ở đây mình ghép thì thêm 1,5 triệu nha, 1,5 triệu ghép nuôi luôn. Nói chung làm cái phôi này đó, rất là lâu, trồng này cỡ 5-6 tháng mới được vậy. Nó này cha sống mạnh sống khỏe này, cái này nó cứng 3 cơ rồi. Giờ chúng ta có thể ghép, ghép thì cắt bỏ mấy cái đầu này, đóng vào cái, đóng vào cái mấy cái thân này, sau này nó sẽ đẹp hơn. Cây tứ quý số 1. À, giá 7 triệu bao ship. Chậu này chậu 45 lọt lòng á. Hoành á, đo được là 30, đo vị trí này là 30 hoành á. Đó, sổ nôm là 30. Cao là 60. Cao tính từ mặt chậu là 60. Cao tính tới cái mặt phôi thôi chứ mình không có tính luôn cái mấy cái tượng ra, tính tượng lượng là lên cả thước đó. Cái củ ở dưới đây đo được là 90. Chậu 45 lọt lòng á. 4 tấc rưỡi lọt lòng. 7 triệu bao ship. À, tứ quý phôi. Đó, bán phôi này do anh em dễ, nhưng anh thích giống nào ghép giống đó. Nhiều khi mấy giống ghép sẵn mấy anh em thích Sài Gòn á, thì ghép Sài Gòn, thích Bình Lợi ghép Bình Lợi. Thích Phú Tân ghép Phú Tân, à thích giống nào ghép giống đó. Phôi sẵn nè, mà anh em thích để nguyên thủy thì để nguyên thủy á. Nguyên thủy thì để vô dây nè. Nhánh này còn mềm, vô dây người ta bẻ sữa chơi nguyên thủy á. Nói chung mà mỗi người mỗi ý á, người thích này người thích kia. Nè, hoành này đo được á là 30 hoành á. Đo trên chứ mình không có phải đo trà trà đó, lúc mình mua người ta đo tới 35 37 á. Đo cả trà trà vậy nè. Đo cả trà trà đó. Đo dắt dắt vậy nè. Ra tới ba mấy nè, còn này thì đo nhiều lấy tính nhiều á. Nè, cây tứ quý nằm chậu 4 tấc rưỡi lọt lòng. 7 triệu bao ship. Chất trồng thì mình trồng sơ dừa, trấu hung, đất Nhật, đá trân châu, đá bu mít. Tứ quý. À, nên thích ghép cái gì ghép trong đó. Còn để mình ghép đây thì ghép với nuôi lận 1,5 triệu. Anh ta đem về này sống mạnh sống khỏe rồi, thích giống nào ghép giống đó. Hoặc là anh em mình có mấy cái hàng siêu bông Sài Gòn ghép sẵn nè.
mấy cái này, này giá 12 triệu bao ship, chậu 5 tấc lọt lòng mà 32 hoành, siêu bông Sài Gòn 33 hoành, chậu 42 lọt lòng 10 triệu, 22 hoành chậu 50 lọt lòng á 10 triệu, 33 hoành chậu 45 lọt lòng 5 triệu á. Nói chung ta thấy giá này thì ta, nếu mình ta chơi có 1 ngày một bữa đó, 5 ngày 10 ngày tính ra nó mắc, mà ta chơi mỗi ngày hay lại chơi được nhiều năm nữa, muôn cây chơi chục năm á, nó chục năm thì chia ra thì nó không có nhiều quá, như 10 triệu mà chúng ta chia ra 5 triệu á, nó thì nó không có nhiều mà trồng được những cây này á, đó tính bằng năm. Rồi, tứ quý số 1 giá 7 triệu bao ship. Theo cây tứ quý số 2, cây này nằm chậu Mỹ Nghệ 42 lọt lòng, hoành là 25 hoành đó, ở trên đó. Này nó có cái chi tử, cái rễ đó nó mọc ra rồi nó lên. Còn cái này cũng cái rễ nó, mình cắt bỏ cái này này. Một củ liền ha. Cái này nằm chậu 42 lọt lòng, đế bích chậu luôn á. Nè, cái này thì mình có video rồng nào hết á. Lúc phá bầu, lúc làm phôi, lúc trồng luôn. Chậu Mỹ Nghệ 42 lọt lòng, hoành là 25, sổ nôm là 25, cao là 60, cái củ là 80. À, cây liền lạc, không có bị thẹo gì hết, không có bị táp nắng không gì hết, cũ à. Giá 7 triệu bao ship tứ quý. Này là phôi sống rồi, sống mạnh, sống khỏe rồi, chắc sống rồi, lên tùm lum luôn à. Này về người ta ghép liền được. Rồi, cây số 2 tứ quý 7 triệu bao ship cũ à, qua trận cũ à, đặt luôn mà nó nằm trong cái chậu à. Nó quện trong đây, nó xà lọn trong đây nè, mấy chục năm mới được như thế này. Đó, thích giống gì người ta ghép giống đó. Nó thoát thân từ cái dây đế lên này, khoảng cỡ 3 tấc. Cây tứ quý số 2 7 triệu bao ship. Đó, clip qua thì còn mấy cây siêu bông Sài Gòn á, tàn như cây thông này, quá trời lắm. À, có mấy dảo cánh tròn á, đó, giá rẻ 250 ngàn cặp thôi. Bông này, cái nhĩ như cái đồng tiền đẹp lắm, dảo cánh tròn á. Này còn khoảng chắc cỡ ra 50-60 cây á. Ok, người ta lấy được bo, cả chục bo trở lên. Dạo cánh tròn, gốc thì cỡ ngón tay trỏ, 250 ngàn cặp bao ship. Dạo cánh tròn, ta sưu tầm làm giống. À, các video mà anh em xem cây Phú Tân này có mười mấy hoành thôi, nhỏ đó, ở trên đây một cây nè, này chơi được 10 năm á, tính là đó, mua cái phôi này có
mà mình có 11 thôi. Khu phố này có mấy trăm ngàn thôi. 11 hoành, còn hai thằng này đó lại nhỏ. Đó, mở trổ bom mà nhìn đẹp thiệt đẹp. Có 19 thôi.